Người phụ nữ này đã nói gì sai mà bị chồng đeo dọa mõm như một con chó? Một ngày trước, bà ấy nhìn thấy chồng đang nhìn trộm con gái thay quần áo. Sau đó không nhịn được mà nói với hắn ta, cô bé là con gái ruột của anh. Khi nó trưởng thành nếu muốn tôi có thể lấy nó. Cái đồ tẩm lợn, tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Con gái Ly nghe thấy tiếng động nên đã đi đến. Qua khe cửa, cô đã thấy cha đang đánh đập mẹ rất tàn nhẫn. Nhưng cô ấy đã quá quen với việc này rồi. Bởi vì ông ta là linh mục của thị trấn, đại diện cho Chúa, nói thứ gì cũng sẽ đúng. Trên giáo đường, mỗi ngày ông ta sẽ đứng ở trên bục tẩy não tất cả mọi người. Nhưng bà mẹ vì quá tủi nhục nên đã bất ngờ treo cổ tự tử. Ông bố rất tức giận, ông ta không ngừng dùng thi thể của bà ấy để báng bổ. Ly ở dưới vừa đau lòng vừa sợ hãi. Không có mẹ bảo vệ, người cha đã ngày càng trở nên trơ trẽn hơn. Khi đi Ly đến giáo đường, ông ta thậm chí còn muốn kết hôn với cô. Thả con ra, đừng sợ. Đừng mà, đây là ý Chúa, chúng ta là người được Chúa chọn. Cứ như vậy, cái dọ mõm của mẹ đã được truyền lại cho Ly. Sau đó không ngừng khuyên nhủ Ly ngoan ngoãn. Tuy nhiên ngay tại lúc này một người đàn ông đã xông đến. Sau đó uy hiếp ông bố để Ly đi, ngay lập tức ném chìa khóa cho cô ấy. Mày nghĩ rằng mày có thể vào và lấy đi những gì thuộc về tao sao? Đúng rồi, mày nghĩ sao? Chúa sẽ bay từ trời xuống để cứu mày à? Nhưng anh ta không thể khống chế được cha của Ly. Ngay lập tức đã bị giật lấy khẩu súng. Tao giống như một vị thần. Cứ như vậy, người đàn ông tốt bụng ấy cũng như niềm hy vọng duy nhất của Ly đã biến mất. Cô đã bị cha mình cưỡng ép kéo đi suốt chặng đường. Tên đó là ai? Hắn ta đã nhồi nhét cho mày những ý nghĩ ngu ngốc. Anh ấy đã giúp tôi và tôi yêu anh ấy. Không, đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là ham muốn. Là tình yêu, tao sẽ đánh mày như con mẹ của mày. Nói xong, Ly đã bị ông ta lôi vào nhà. Mặc cho những lời van xin thảm thiết của cô bé, ông ta vẫn cương quyết muốn lấy Ly làm vợ. Sau đó là một trận đánh đập dã man. Ly đau đến nỗi không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ vì ông ta là một linh mục, làm bất cứ điều gì cũng là đúng. Đến lúc rồi, ta sẽ nhẹ nhàng. Sáng sớm, Ly tranh thủ lúc ông ta đang ngủ say để trốn ra ngoài. Cô ấy đẩy cánh cửa địa ngục ra, sau đó bước đến một thế giới tự do. Tuy nhiên đón chờ cô bé xinh đẹp ngây thơ này lại là một địa ngục càng khủng khiếp hơn. Ly đi về hướng Tây, nhưng cô cũng không biết sẽ đi về đâu. Cuối cùng Ly đã bị ngất do kiệt sức, sau đó được một người tốt bụng đi ngang qua cứu giúp. Nhưng khi người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ly, đã quyết định bán cô cho quán rượu của thị trấn. Chủ quán rượu nhìn thấy Ly xinh đẹp như vậy, đôi mắt ngay lập tức phát sáng. Khi Ly nhìn thấy những cô gái trang điểm xinh đẹp ở xung quanh mình, thì mới nhận ra rằng mình đã bị lừa bán đến ổ chứa. Ly vội vã chạy đến ra ngoài, nhưng đã bị chủ quán rượu chặn lại. Mày nghĩ rằng mày có thể đi đâu chứ? Họ rời đi mà không có cháu. Đúng vậy, nhưng đừng lo lắng, bởi vì từ nay cháu sẽ sống ở đây bảo bối. Được rồi, đi tắm rửa sạch sẽ đi. Cô gặp một người chị rất yêu thương mình tên là Lisa. Cô ấy đã dạy Ly cách tự bảo vệ mình. Một hôm, một người say rượu vừa nhìn đã rất thích Ly. Khi cô không biết phải làm gì, Lisa đã kịp thời xuất hiện để giải vây. Em cho anh một đêm miễn phí nhé. Nhưng dù thế nào đi nữa hắn ta cũng không hài lòng. Mỗi ngày đều chú ý đến Ly. Ly giống như một con cừu non sắp bị giết thịt, chỉ có thể âm thầm khóc trong lòng. Ta cá là em rất sạch sẽ. Đúng lúc ấy Lisa đã cứu Ly một lần nữa, nhưng cô ấy cũng phải đối mặt với sự trừng phạt tàn nhẫn. Đó chính là cái chết. Đôi mắt của Lisa tràn đầy sợ hãi. Trong một thế giới bẩn thỉu, với bẩn sự trong sạch cũng là biểu tượng của quyền lực và địa vị, Ly cuối cùng bị kéo xuống vũng nước bẩn thỉu này. Đến lúc rồi, ta sẽ dịu dàng. Chẳng bao lâu, Ly đã trưởng thành. Nhưng hôm nay, người đã luôn chăm sóc Ly từ nhỏ, Vanji, đã có một cuộc cãi vã với khách hàng, cũng đã cắn đứt lưỡi của hắn ta. Đám đông bắt đầu chỉ trích, chủ quán đâu mau cắt đứt lưỡi của ả ta. Chủ quán rượu vì để duy trì hoạt động, đã ở trước mặt mọi người cắt lưỡi của Vanji. Ly không dám nhìn cảnh tượng đáng sợ ấy. Vanji từ đó không nói chuyện được nữa. Cô ấy cũng quyết định rời khỏi đây, sau đó tìm cho bản thân một ngôi nhà. Sau đó hai người họ đến trạm giới thiệu hôn nhân. Ông chủ đã đưa cho cô ấy một lá thư. Vanji nhìn thấy người gửi thì rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ nồng nhiệt chào đón cô và đối xử với cô như người nhà. Người sẽ làm cho cô cảm thấy như đang ở nhà của mình. Trong bức thư còn có địa chỉ và một bức ảnh. Buổi tối, Vanji đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường vào ngày mai. Đột nhiên nhận được thông báo, có một người đã bao hết phụ nữ trong quán rượu. Đêm cuối cùng của chị ở đây. Nhưng khi Ly vừa ra ngoài, lập tức nhận ra ông ta là cha ruột của mình. Sau khi Ly đứng trước mặt ông ta nhìn một cái là đã nhận ra, đây là đứa con gái đã bỏ trốn của mình. Ông ta từ từ đưa tay ra sau cổ Ly. Khi chạm vào hai nốt ruồi đằng sau, ông ta lại càng chắc chắn rằng đây là con gái mình, là cô ấy. Sau đó liền thương lượng giá cả với ông chủ. Ly run rẩy ngồi trên giường. Cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp lại người cha là cơn ác mộng cả cuộc đời của mình ở ngay đây. Ông ta từ từ bước đến, sau đó bỏ mạng che mặt của Ly ra. Đừng làm vậy, giúp ta với Ly, ta không thể. Bởi vì năm đó Ly chạy trốn làm cho uy nghiêm của ông ta đã mất sạch sẽ. Ông ta đã thề sẽ tìm ra Ly là trừng phạt cô. Cứu mạng có ai không? Ai đó đến giúp tôi với. Con là của ta, đây là ý trời. Brandy đã nghe thấy âm thanh và đi đến, trong tay đã cầm một con dao.
đi ra ngoài. Khi ông ta nhìn máu trên tay mình, lập tức bước tới và cầm con dao trên tay của Brandy, một nhát cắm thẳng vào tim của cô ấy. Lee gấp gáp xô ngã cha mình, sau đó cầm dao lên, lập tức cứa vào cổ ông ta, sau đó cầm đèn cồn lên. Một ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả chân tướng. Sau đó đến phòng khám trong thị trấn, Lee yêu cầu bác sĩ cắt lưỡi của mình, nhưng bác sĩ không thể ra tay nổi. Tôi không làm được, vì vậy Lee đã tự mình nhặt con dao lên. Bởi vì Lee muốn có một cuộc đời mới hoàn toàn, thoát khỏi vũng bùn đã bám theo bao nhiêu năm này. Trực tiếp dọa bác sĩ bên cạnh hoảng sợ, sau đó liền lên đường đến nhà chồng sắp cưới của Brandy. Mọi người đều biết cô ấy bị câm, nhưng hiện giờ cô ấy đã vì mình mà bỏ mạng. Thế nên Lee đã giả làm Brandy sống một cuộc sống mới, sống trong một tổ ấm mới. Người chồng rất yêu Lee, bọn họ có một cuộc sống bình yên mà hạnh phúc. Nhưng hôm nay, giáo đường đã tiếp đón một linh mục mới. Khi Lee nghe thấy giọng nói của linh mục, lập tức đã bị dọa cho ngây người. Vì âm thanh này rất quen thuộc, cô ấy chậm rãi quay đầu lại. Hóa ra lại là cha ruột của mình. Cô ấy không ngờ rằng, ngày hôm đó ông ta không hề bỏ mạng. Mạng của ông ta quá cứng rồi. Lee bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô biết cha sẽ không để cho mình. Quả nhiên, đêm đó ông ta đã đến nhà của Lee. Nhưng chồng của Lee không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ta đã nhờ chồng chuyển lời tới Lee rằng, con có biết tại sao ta ở đây không? Ta ở đây để trừng phạt con. Ta đã nhìn thấy con gái của con. Cô bé sắp trưởng thành rồi. Nói xong, ông ta bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Lee vừa bước vào chuồng cừu, ngay lập tức cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Sau đó qua khe cửa, cô đã nhìn thấy cha mình dắt con gái đi. Lee vội vã từ cửa sổ trèo ra ngoài, nhưng đã không cẩn thận rơi xuống đất. Cho đến khi Lee tỉnh lại, người chồng trùng hợp trở về. Lee vội vã đi tìm con gái. Người chồng đứng một chỗ bối rối. Lúc này, Lee nghe thấy giọng nói của con gái mình ở tầng dưới. Vừa rồi chỉ là lời cảnh báo của ông ấy với Lee. Phụ nữ vốn yếu ớt nhưng làm mẹ thì không như vậy. Lee đã quyết định giết chết cha mình. Trong khi chồng đang ngủ, Lee bí mật đến nhà ông ta. Cô ấy từ từ bước vào phòng ngủ với một con dao. Sau đó từ từ nhấc chăn bông ra khỏi giường, nhưng chỉ thấy một con búp bê trên đó. Lee nhận ra có điều gì đó không ổn, ngay lập tức phóng nhanh về nhà. Ở một bên, ông chồng đột ngột tỉnh dậy sau cơn ác mộng, liền nhìn thấy đèn ở phòng đối diện bị người khác bật lên. Anh ấy đã cầm một khẩu súng để đi đến đó kiểm tra. Nhưng kết quả, tại sao? Bởi vì con bé yêu mày. Khi Lee về đến nhà, đã thấy chồng mình sắp tắt thở. Sau khi dặn dò những lời cuối cùng, anh ấy đã cầu xin vợ bắn chết mình. Ngay lúc này người con trai tên Sam đi tới, nhìn thấy người cha đau đớn trước mặt. Anh ta nhặt súng trên mặt đất lên, nhắm thẳng vào cha mình. Chưa đợi đến Lee hồi phục tâm trí, con gái ở bên ngoài đã gọi tên cô ấy. Lee nhanh chóng chạy ra ngoài, lại phát hiện cả ngôi nhà đã bị cháy. Sam nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng làm theo lời dặn dò của cha. Ngay lập tức đưa Lee và em gái đến nhà ông nội. Mọi chuyện kết thúc như vậy sao? Dù tuyết rơi dày đặc, cả ba vẫn tiếp tục hành trình. Sam hỏi cô rằng, ông ấy sẽ không bỏ cuộc, phải không ạ? Lee lắc đầu. Trùng hợp thay, chiếc xe đã vô tình va phải một tảng đá. Súng lập tức rơi xuống. Sam xuống xe nhặt súng. Kết quả, cha của Lee xuất hiện như một bóng ma. Một bóng ma âm hồn bất tán. Cuối cùng Lee và con gái đã đến nhà ông nội. Khi ông nội biết rằng con trai và cháu trai của mình đã chết, liền cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Lee biết cha mình sẽ tìm đến đây. Vì vậy cô đã cầm súng chờ đợi ở cửa. Bắn xa như vậy cũng chẳng ích gì. Tất cả các viên đạn đều sẽ trượt. Con đã để con gái mình một mình Lee. Đừng bao giờ để người thân của con ở một mình. Giờ thì con nên hiểu rồi. Lee vội vàng chạy vào nhà. Mặc dù con gái vẫn bình an vô sự, nhưng ông nội đã bị giết. Cô vội vàng bế con gái lên và định bỏ chạy. Kết quả đã bị cha phát hiện. Sau đó ông ta đã trói cả hai lại. Nhưng ông ta không đánh Lee, mà quay lại và đi về phía cháu gái mình. Nhìn thấy cha mình chuẩn bị ra tay, Lee dùng hết sức lực của bản thân, trực tiếp đưa tay lên cao, ngay lập tức giải phóng khỏi trói buộc. Trong khi ông ta đang cởi quần áo, Lee đã cầm ngọn đèn dầu lên, ném thẳng vào chân cha mình, sau đó nhặt khẩu súng trên mặt đất. Kết thúc cuộc đời tội lỗi của ông ta, Lee nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ bình an. Nhưng hôm nay, cảnh sát đã đến bắt cô ấy. Hóa ra là vào ngày hôm đó trước khi Brandy đến cứu Lee, đã tìm chủ quán rượu để trả thù cho cái lưỡi bị cắt của mình. Bởi vì Lee đã sử dụng danh tính của Brandy. Thêm vào đó, cả hai đều là những người không biết nói. Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Vì vậy cảnh sát dựa vào một bức ảnh vẽ tay đầy tính trừu tượng, lập tức xác định Lee là kẻ sát nhân. Sau đó Lee được đưa lên một chiếc thuyền. Điều chờ đợi cô ấy phía trước là sự tra tấn vô tận. Lee đưa mắt nhìn lại cô con gái đang ở trên bờ, sau đó nở một nụ cười nhẹ, trực tiếp gieo mình xuống sông. Cô ấy đã dùng tính mạng của mình để làm một cuộc phản kháng cuối cùng. Dù có đấu tranh thế nào đi nữa, Lee cũng không thoát khỏi gông cùm của số phận. Sau khi chìm xuống đáy hồ, cô ấy cũng đã mỉm cười. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu yêu thích hãy like và theo dõi nhé. Tạm biệt tất cả mọi người.